tôi hiểu, có thể mua mọi của ngon vật lạ, nhưng không mua được khoảnh khắc quây quần. Với mỗi chúng ta, Tết là vô giá. TB Banh, vì chúng tôi hiểu bạn. Mùa xuân xin chúc Phúc Kha an bình. Chúng tôi hiểu, có thể mua mọi của ngon vật lạ, nhưng không mua được khoảnh khắc quây quần. Với mỗi chúng ta, Tết là vô giá. TB Banh, vì chúng tôi hiểu bạn. Xin kính chào quý khán giả, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối mùng 3 Tết âm lịch của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình tối nay sẽ tiếp tục phản ánh không khí đón Tết vui xuân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tuy nhiên cũng có nhiều lưu ý để quý vị vui chơi được an toàn và tiết kiệm hơn.